Chào các bạn đến với kênh YouTuber của Lê Công Vino. Chiều nay bên em tiếp tục review với các bạn một con máy nước nóng năng lượng mặt trời Solar 140 lít tại Hà Nội, Hội An, Đà Nẵng. Đây là con Solar 140 lít. Nhân viên của bên em đang lắp ráp. Máy bên em là máy nhập nguyên chiếc từ Đức nên chất lượng rất là ok, giá thành phải chăng. Nếu các bạn anh chị có nhu cầu thì liên hệ bên em. Bên em sẽ cho nhân viên tới tặng công trình, tư vấn lắp ráp miễn phí, công lắp ráp miễn phí cho các bác. Các bác có nhu cầu thì các bạn Zalo và comment bên dưới cho nhân viên bên em, sẽ có người gọi điện cho các bác và tư vấn. Giá cả bên em là rẻ nhất khu vực miền Trung Tây Nguyên và một đổi một trong vòng 20 năm. Bảo hành bảo trì cho con bóp trong vòng 20 năm, giá cả rất là phải chăng. Nếu có bóp và anh chị thấy kênh YouTuber của Lê Công Vino 2 thì có bóp cho một like, một đi đăng ký kênh và một chia sẻ.